té ra cậu là kép hát hả? Dạ. Ủa mà nghệ danh là cái gì vậy? Dạ Hề Bảo Trung. Cái gì? Hề Bảo Trung? Dạ. Đây rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Buông tôi ra, buông tôi ra. Hề Bảo Trung đây mà. Buông ra. Đúng rồi, một nhân tài, một ngôi sao lấp ló. Tôi nào biết nào hay, anh giúp tôi đưa đồ trang quà cho lúc quỳ nè. Hát những tuồng cho hay, vậy xin mời vô đây. Khoan, buông ra nói chuyện sao? Ông biểu tôi vô đâu? Không có, mình vô đoàn, rồi mình nói chuyện hợp tác cho nó lâu dài hơn. Không đi, vô đây. Khoan, bỏ cái tay ra đi. Bỏ cái tay ra tôi đi mới được chứ. Không thấy gì mình vô trong quán rồi đi. Chưa gì mà ông chọc ngực tôi làm hồi hộp, tôi không dám vô đòn đâu. Vô quán nói chuyện đi. Tôi khoái cái nụ cười đó. Được, được. Dạ. Bây giờ đi, mình đi vô quán rồi cái mình kêu vài món xương xương rồi mình tính ăn. Dạ. Mời ông. À, cậu Trung ơi, bây giờ cậu thích ăn cái gì cậu cứ kêu thoải mái nha không? Ông bầu cứ tự nhiên đi, tôi thoải mái lắm. Không giấu gì, đoàn đang thiếu người, cậu đến đúng lúc lắm đó nha. Dạ. Tôi có xem cậu diễn mấy lần, có duyên lắm. Dạ. Khoái giọng kìa. Cảm ơn lắm, tôi khoái lắm mà. Dạ. Định mời cậu về đoàn mà chưa có khả năng. Dạ, thì xin hỏi ông bầu ha, cái tuồng tích của đoàn ai dựng vậy? Tôi. Ông? Soạn giả. Tươi. Rồi Gia Chánh cũng tươi luôn. Ông luôn. Ừ. Cái gì của ông hết. Ừ. Trời ơi, tôi nói thiệt nghe ông bầu. Ông bầu ơi, danh hát đây diễn tuồng. Ông làm như hát ca rau hàng để bán hàng rong bắp xôi bên đàn. Cậu ơi, cậu nên thông cảm cái đòn của tôi. Người nghèo nên sao chưa chẳng có ai kẹp với đào nó nghĩ sạch sành xanh. Đó, cậu thấy cái hơi của tôi nó ca nó khè khè là cậu biết cái đòn tôi nó te tua lắm rồi. Nghe không rên thì không là tôi đã mệt rồi à. Ủa mà nói vậy đòn này có mình ông hả? Đâu có, cũng còn nhiều lắm. Cháu tôi nó hát đầu chánh. Giai phụ có những ai đi diễn dàn bao? Có thằng Đực Rựa con của tôi. Đó, đó nó cứ đeo mặt nạ nó diễn vai này vai nọ, lộ mặt nạ tới mình mặt nạ lui vậy đó mà. Hết rồi hả? Còn hai con em vợ tôi nó lo vé trật tự nè, với lại ở ngoài cửa đó. Còn cái thằng nhóc hồi nãy đó là nó đánh đờn, nhóc bụi đời. Trời đất ơi, với là thuộc Fami cải lương rồi. Sao không quảng cáo là đoàn cải lương gia truyền luôn cho nó sớm? Trời ơi, vậy chứ cậu nghĩ coi, hát ê quá. Lúc đầu anh em còn được lãnh đờ mi, lần lần là on ca, cà phê riết rồi còn có ăn cơm không à. Trời mà, Phật ơi, ăn cực khổ quá, giọng khào hết trơn, ca không có nổi, diễn viên bỏ đi hết. Rồi tôi mới rối qua, tôi phải nhắn gọi con cháu tôi tới để hát đỡ thế, để kiếm tiền trợ cho nó qua cơn ngặt nghèo. Tôi nghe nói là tôi muốn khàn hơi rồi chứ khỏi ở đoàn ông nữa. Trời. Vậy là sắp tiêu rồi, y chang. Cái gì y chang gì nữa? Đoàn của ông èo y như những đoàn tôi đi đã qua rồi đó.